Sau đây là sơ đồ khai thác mủ cao su bằng khí đối với những cái cây mà mình mới đủ tuổi khai thác. Lâu chú sư ông môn lấy khăn công ty cái phép ô dương thơ xuống mà ní cái thơ à đam vì toàn thơ vô cho ha chập đà từ bốn vô cho thì cái cây của mình nhé thì chưa cạo bao giờ mới đủ tuổi khai thác, thì là mình cái vùng chọn cái vùng ra là mình khai thác là cách gốc khoảng cỡ 50 cm. Dương viêm đại vô chó à dương vô từ bốn nứng chập vì à khóm cả qua nứng bo lăng lớn bà là bạn bà chị em tắc chập phải làm thử rồi mình buộc cái kiềng vào ở cái chỗ này mình để mà lấy mủ. Khi mà mình buộc kiềng xong là mình đặt cái tô này lên à từ bốn dương đặt con châu kịp châu đam hới dương đặt tràn làng à nứng tì mùi. Khi đặt được cái tô này lên này, cái tô này tô đựng mủ rồi xong là mình đặt cái nắp này lên để che mưa. À dương đã chan hơi dương đã chấm rọp bị lơ nưng oi cũng oi phliêng chủ. Rồi, công đoạn tiếp theo là mình tiến hành là mình đóng cái nắp chóp này vào cây. Công đoạn mình đóng như thế này. À dương đạm rọp hơi dương chập đạm đạc cả chóp nung chỗ dương vô từ nhô quay châu đôi quạt mới quay chuột mà xòa lại chỗ bạch đi. Cái chỗ mình đóng nắp chóp này cách cái chỗ mà mình khoan này là khoảng cỡ 15 phân. À lại dương quay à chóp nung chỗ ngay vì à lại chan nung chập vì lại chan nung lang phải chỉ một tắc la. Khi đóng nắp chóp xong là chúng ta tiến hành là bơm khí vào cái bịch như thế này rồi là mình cắm vào nắp chóp. Dương quay à chóp đâu hỏi dương vô à thon nứng dương vô à thon nhưng bơm chọ chỗ à chọ vô cho lắm bơm một bên nhà nứng dương chạm đam đã chỗ này ở này. Đây là cái bình chứa khí ethylene trong trong đây. À phân nứng phân đã cho ethylene vô cho lắm vì nó không ngừng. Khi mình bơm ấy là khí ethylene này là qua một cái van và qua một cái bộ để mà bơm xong nghĩa là đưa vào túi như thế này bấm cái là làm sao cho nó cứ đầy cái bịch này là mình rút ra cắm vào cái nắp chóp này là được. À thông à cái chóp nó dân đã cho bơm mà không nó mình van đã cho bơm mà nay bây giờ nó hơi dân đã cho rồi đi. Tăng là bàn. Như cái túi này thì là mình bơm chỉ có được 50 ml. Cái túi này là dành cho cây mà mình khai thác dài hạn thì bơm thoải mái, bơm đầy không vấn đề gì hết. À cả chóp nó ghi sma cho 20 ml. Dương bơm cho này nó không có chóp nó. Dương vô à đau cao su dương vô cho ban du năm. Ban trần vì ở khâu đàm. Dương vô phở à cả chóp tốt nhưng. Khi mình bơm khí vào đây mình để khoảng cỡ 2 ngày sau mình tiến hành là mình đi khoan. Dương bơm cho trâu đứng dương nhóc trâu đứng 2 phải chỉ 1.4 mong bờ sinh 1.4 mong kia xoa phi ngay phi giúp. Dương chập phải làm tới xoan vô chùa. Thì cái giờ mình khoan ấy là bắt đầu vào khoảng cỡ 2 giờ chiều. 2 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm là mình khoan lúc nào thì mình khoan. Dương vô chó dương vô à phê là nghe chập bị đà mong pi mong bay à phê nứng ngay về che dương fan vô chó về mò. Thì cái nắp che tô của mình đến đây là mình khoan ấy, hai hàng nó nằm ở trong cái phạm vi nắp che này. À chầm rộp dương đã lăng lơ nứng vì sma đó thấm nứng dương lẽ chấm rọp máu vì à cái lại pe cà đa nưng dương đặt pi chua mà chua khó mà chua lơ nơi trong mà chấm rọp nưng có mọi liên châu. Mũi khoan đầu tiên mình tiến hành là mình khoan ở cách cái chỗ miệng tô như thế này khoảng hai ngón tay là mình khoan mũi khoan đầu tiên. Khoan vào cắm cây ống này để cho mủ nó chảy ra tô rồi tiến hành là mình đóng cái nắp che tô này. Khi mà mùa mưa mình đóng nắp che tô để tránh mưa. À nưng dương à pê dương phan tới dương vo tới à đai dương pi chẳng vì đã cái lại smart chan nưng đó à cái lại dương phan nưng vì là bạ phải chỉ pi phăng
dân phan mùi hới dân phan hới chú khăn ông là bác mà một phần hới dân nhóc cho à vô nông chú nhóc vô nông chú dân vô à ní dân chùm rô bì lư cùng ôi phiên bị lẹ mau vì chô chan vì ở miền thử tức liền đi à khai phiên dân vô thôm ra. Mình khoan là chế độ khoan của mình là khoan cứ 3 ngày là mình khoan một lần. À xoan nứng dương xoan mà đón không bơi ngay dương xoan mà đón tiền dương xoan là hốt đo ca ná lè châu ban chốt bơi ngay dương xoan mà đón mình phan xoan hỏi ngay phát xoan hỏi ngay à đam nứng với tốc ở xe thì cho vị tranh màu trấn với tốc ở xe về ban du à du về thì cứ 3 ngày mình khoan một lần thì mũi đầu tiên mình khoan ở đây, mũi thứ hai là mình khoan hàng bên trên như thế này. Và cái giờ khoan cũng vẫn là 2 giờ chiều trở đi là mình bắt đầu tiến hành mình đi khoan. À PT4 dương khoan nó ngà PT2 nứng dương khoan phi lơ, dương bật chặt vi bản tích à pi nứng, vi miền pi ở lẻ nó ngà lẻ khó mà lẻ lơ nứng dương khoan à T2 nứng khoan à lơ. À pi dương khoan nứng dương chập vi mong pi đâu mong bay là bay là ngày đấy nó. Dân cùng cùng pha fan ngày biết viên nó cả đây cho cái tranh màu ở bàn sở đi và cứ tiến hành khoan như thế cứ 3 ngày khoan một lần đến cái mũi nào mà cái sản lượng mủ nó không có nữa rồi mình mới tiến hành là mình bơm lại khí vào trong cái túi này. Dân fan chế bay ngay dân fan mà đón bay ngay dân fan mà đón đón ti 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 bay nứng nứng đón ti buôn lơ đứng dân fan là hốt đo ca nát vì cho vì ta lẹ máu vì hiện on AP hoa ngày đôi nhầm vậy AP hoa ngày dân vô thùng mà rồi cái lâu tư đó với dân cho anh ta lẹ cho thùng ha sắp lâu sai sắp lâu dân chập bị đám bơm của chọ châu tiết dân chập bị đám phạt phan tiết khi mình bơm khí lần hai là mình để khoảng cỡ một ngày là mình tiến hành là mình đi khoan lại không cần phải để 20 không cần phải để 2 ngày là mình mới phải mới được đi khoan như cái lần bơm khí đầu tiên. ATP dương bơm của cho châu nó đó, ATP dương bơm của cho châu nó dương mình tốc quy ngay đôi từ 4 thì dương bơm châu dương tốc tầm ngay thì dương chập đàm xoan tiết về mình đôi từ 4 từ 4 dương tốc quy ngay quy giúp tôi về ngày ti đông ATP nữa dương xoan tầm ngày mà giúp thế dương chập đàm xoan mình xoan vô cho mình là vì tranh cho rồi là đông ATP đó nè. Cái chu kỳ đóng nắp chóp như thế này là một tháng nghĩa là mình phải đi chuyển nắp chóp một lần. Cái chóp dân banh cho quay cho nữa nè. Khăn ông mà khai dân thử đô múc đô cả lạnh mà đòn. Mà anh tha túc mà cả lạnh nướng lẩu đi. Khăn ông mà khai dân tao quay cả lạnh xin mà đòn. Còn cái công việc mình đi bơm khí vào cái túi này là một tháng là mình bơm như vườn nào ít mủ nhất thì mình bơm khoảng 3 lần trên một tháng, còn những vườn nào mủ đạt thì chỉ cần 2 lần là được rồi. Chắc ca dân bờ sinh dân OVC năm thì chi ấy chọn vậy cho tới đám nướng ôi tàu vi lò dân bơm cho khăn ông nướng ban đập đo này video khăn ông mặc hay bờ đám nào vi mình lò nướng tập đám bơm bay đòn khăn ông mặc hay. Còn cái sơ đồ của mình khoan như thế này là hai hàng vòng đi thì mình cứ bấm khoan như thế này. Bao giờ nó được khoảng cỡ mình khoan 3 ngày khoan một lần, một tháng mình khoan được 10 mũi. Thì hết 10 mũi mình đi chuyển chóp này. Thì bao giờ cái sản lượng mủ của nó xuống thấp quá là lúc đấy là mình tiến hành là mình bơm lại và chuyển chóp đi chỗ khác. Khăn ông bay ngay dương xoan mà đón, bay ngay dương xoan mà đón, dương một chân chơi. Khóm nữa hay lăng lơ hơi khổ khó mà là khóm lăng lơ trong bay ngay dương xoan mà đong bay ngay sân xoan mà đong pê ná dương xoan đó pê ná tức cho vì tài liệu mau hiện tích dương chập bị đam tư bùm cho nâng chủ ở không mà khái dương bắt đầu chọc nâng lại xin mày một tháng mình khoan 10 mũi đến đây thì là hết một tháng như thế này là mình chỉ cần kéo kiềng như thế này đi theo mình khoan đến đâu mình kéo đi đến đấy thôi. Không mà khai dương xoan ban đọc đòn đòn thì 4 viên nơi kháng lý á viên nơi kháng lý dương sợi viên nơi kháng lý vì thử cho kháng lý ok dương pha xoan tới xoan tới xoan tới viên sợi sợi mà nâng dương thiện ô cà lăng vui vào đó nâng mòn dương bách đô la đô khổm đi viên nơi mà nấy giờ còn là dương ô hồi nâng việt đăng nào với tranh tư này
khi mình hết một tháng rồi như thế này là bắt đầu mình tiến hành là mình chuyển cái nắp chóp này đi ra chỗ khác. Dương cả lăng đó mà khai với ban đọp đoàn ấy, chập việc khai tới. Dương quay à cả chóp nông tư à cả lãnh xin tiết. Dương đô à nông mà cả lãnh xin tiết, dương vô cho à khang cả lãnh xin tiết. Vì mến vô chuốc mà khăn ông mà khang đi tăng hết á. Cách chuyển chóp là như thế này, mình rút cái nắp chóp cũ này ra và mình đóng đi đằng trước này, thì cái cự ly của cái nắp chóp đầu tiên với nắp chóp thứ hai là được phải ít nhất cách xa nhau 10 phân. À cái này chóp từ 4 nướng dân xoay dân quay chỗ nướng á. Rồi bây dân sẽ à cái này ngay khi là bạn phải chỉ đập phăng. Đập phăng á dân vì mà tắt chập về cái này chạy đo cái này thông mấy. Vì ngay khi mà tắt dân quay à cái này xin thông mấy này. Thì đóng nắp chóp vào rồi mình vẫn tiến hành là mình đi bơm khí vào túi này và cắm vào làm y như cái tháng đầu tiên. Dương quay à cái chóp nó hơi dương bơm cho cho à đôi à từ bốn chăng á, dương bơm cho cho quên nhớ dương nhóc cho à lại nâng tiếp, nhóc cho à lại nâng tiếp dương thơ mách mà đôi à từ bốn nhưng thơ mách à thì pi về thơ tam chăng đây. Thì mình bơm khí vào mình để khoảng cỡ từ cái tháng thứ hai này là khoảng 24 giờ mình bơm vào là mình có thể mình đi khoan được rồi, không cần phải để 48 tiếng nữa. À TP nướng dương quay cho nướng hơi dương bơm một cho hơi dương túc mà ngày mà giúp mà phải buôn mong về mình túc pi ngày pi giúp đôi là sai sắp bay mong đôi là từ bốn ấy mà ngày mà giúp mà phải buôn mong đang là dương vô vô cho ba này. Tháng thứ hai mình khoan, mình vẫn y khoan hai hàng như thế này, đi vòng tròn theo thân cây như cái tháng đầu tiên. À TP đứng cổ chân này, à TP đứng dân chập bị đam dân phan tới mùi lan mùi khổ, mùi lan mùi khổ mà trong quân đam muộn đôi à từ bốn chân mách. À TP đứng về đôi ta chân dân quay mà trong quân đam muộn. Cứ khoan như thế bao giờ giáp vòng rồi mình mới nâng cấp lên thêm. À dương phan là nướng dương chơi là to tới cho to tới to tới đâu bây giờ khai na vi phật khai dương chập bị tư món à ca na vi đo chung vi món đo à cái lăng đo chung mà lại từ bốn nướng dương ban làng đâu bây vi nới chơi là phan tới phan tư à cái lăng phan nó mới khóc nia tuy phăng chơi là mà chung vinh cái lăng đang à ca na vi cho bà cái lăng từ bốn nướng dương chập bị làm làng vịt. Bây giờ để tính như cái cây này là cái vành của nó là được 1-2 gang, 3 gang là khoảng cỡ 70 phân. 70 phân ấy thì mình khoan như thế này là được 1 tháng là hết 10 phân. Thì 7 tháng 70 phân là hết, là mình chạy hai hàng vòng tròn theo thân cây này là được 7 tháng là mới hết vòng một vòng thân cây. À dương vua mà trung vinh trắng viên mà bầm pơ tắc bộ đô bầm pơ tắc là bầm pơ tắc là hành trắng viên khô khnia mà phăng khô khnia dương tam dương kích mà khai dương mà tắc trắng khả năng bầm pơ khai với ban o mà trung vinh nhưng trắng với o mà sanh năm à sanh năm khỏi ban làng trắng mà sanh năm với ban mà trung vinh. Khi mình khoan hết giáp vòng tròn thân cây thì mình nâng cấp lên theo kiểu như thế này. À p dương xoan mà chung vinh đó à cana vi pa cái anh từ bốn nứng dương chập cái đam làng hỏi có thư dân mắt dân mơ tam quát dương chập cái đam làng vinh. Chúng ta nâng cấp lên là mình khoan cũng y như vậy và hàng cách hàng cũng 1 phân rưỡi 2 phân và lỗ cách lỗ cũng 1 phân rưỡi 2 phân lại bắt đầu nâng cấp lên đây và khoan vòng tròn y như năm đầu tiên. À p dương lan nứng dương lan của đôi à từ bốn này à bà hông nướng đó à bà hông nướng mà phân cà la đó pi phân dương đặt đam pi cà lăng pi chung chẳng đây à phan nướng à phan phan đó à phan nướng mà phân cà la đó pi phân à ni mà phân cà la đó pi phân dương chập đam phan tư mà chung vinh đại hành đây à khai thì bốn nướng nhưng mà chung vinh được không đó à khai thì pi nướng chập đam lang vinh còn đôi à khổm nướng đây. Cứ làm theo một cái sơ đồ này thì tính cái mức độ hao ra thì một năm là hết 2 phân. Thì mỗi năm là 2 hàng như thế này. Thì mình cứ thế mà mình nhân lên thì tính ra là một khúc ra như này lại phải mất mấy chục năm là nó mới hết một cái diện tích ra.
À dương sư phan chế, dương sư phan khăn ông mà sân năm nướng bà đập bi phăng ấy ná. O mà chung vinh mà sân năm. Nhưng mà oi o mà chung vinh mà sân năm viên mà nó không. Đó bi nhưng mà oi o không mà chung vinh. À bi phăng bà sinh dương qua bi phăng lang khăn ông mà chạm nấy mà mát đó mà mát bi nướng. Dương là bạ phải gì mà phay đó xăm sắp sân năm bà nó. Mà chung vinh mà sân năm nướng với o tập bi phăng ấy. Dương mà mát chiêng những thứ ca mà phay đó xăm sắp sân năm bà nó không. Vì mình o sắp bách thì. Vậy ta tới tới thơ thôi.